Cụ thể, vé doanh nghiệp được chia thành 3 hạng vé: Kim cương, Diamond, Bạch kim, Platinum Champion Club và vàng, Gold. Với mức giá vé cho 3 ngày dao động từ 49.330.000 tới 96.500.000 đồng. Vé khán đài với 3 hạng vé khác nhau bao gồm hạng vé khán đài cao cấp, hạng vé khán đài tiêu chuẩn và hạng vé khán đài tự do. Giá vé khán đài cho 3 ngày dao động từ 3.890.000 tới 9.090.000 và vé một ngày chỉ từ 1.560.000, mang đến các phương án lựa chọn đáp ứng đam mê của số đông khán giả. Vé phổ thông là loại vé không có chỗ ngồi, phù hợp nhất cho những ai muốn tận hưởng sức nóng của giải đua danh giá nhất hành tinh với mức giá hợp lý. Vé phổ thông bao gồm hai hạng vé là vé phổ thông và vé phổ thông cao cấp, có giá khởi điểm chỉ từ 700.000 đồng cho vé một ngày. Khán giả có thể đặt vé trực tuyến và tra cứu danh sách các đại lý phân phối vé trên website chính thức của chặng đua https://www.f1vietnamgp.com. Đặt mua qua trang thương mại điện tử http://www.adrồi.com hoặc mua trực tiếp ở hệ thống cửa hàng tiện ích Vinmart Cộng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.